Xin chào các bạn, rất vui khi mà lâu lắm rồi thì mình mới có mặt ở đây để chia sẻ với các bạn về chủ đề đó là những chiếc máy được giảm giá tại Mobile City. Hôm nay sẽ toàn những mã hot nha, cụ thể như nào thì bắt đầu thôi. Rồi, mình đã chia rõ timeline của từng máy phía bên dưới, bạn nào muốn xem nhanh ấy, kích vào nha. Đầu tiên sẽ là bộ đôi quốc dân Realme Q5 Pro và Realme GT Neo 2. Nhưng mà thực ra hai chiếc máy này ấy, mức giá khoảng nửa năm đổi lại đây, nó cứ chỉ tăng lên rồi lại giảm xuống mà thôi, chứ không tụt giảm quá nhiều nha. Bây giờ với chiếc Realme Q5 Pro này, sẽ chỉ còn hàng phiên bản RAM 8, bộ nhớ 256 khá là khủng, thì mức giá sẽ là 5.950.000, đó, lại tụt xuống dưới 6 triệu rồi. Còn chiếc Neo 2 cũng là phiên bản 8256 nha, thì sẽ đắt hơn khoảng 300k, thì sẽ đắt hơn 200k là 6.150.000. Realme Q5 Pro và Neo 2 gần như giống hệt nhau, khác mỗi mặt lưng cộng với cả công suất sạc mà thôi. Còn đâu cả hai thì màn hình giống nhau này, E4 AMOLED rất chất lượng, hai loa stereo chất âm tốt, Snapdragon 870 quẩy all game, hiện tại chỉ Galaxy đồ họa trung bình cũng rất tốt. Pin như nhau 5000, camera phần cứng giống nhau, thuật toán tốt, chụp ảnh ngon. Công suất sạc của Q5 Pro thì cao hơn 80W, bù lại thì với chiếc Neo 2, các bạn sẽ có mặt lưng bằng kính này, em kia sẽ chỉ là nhựa và phần mềm của chiếc Neo 2 ấy, nó tốt hơn các bạn nhé. Phiên bản ROM quốc tế, cụ thể phiên bản ROM Thái Lan ấy, của chiếc Neo 2 đa nhiệm tốt, thông báo ngon, dùng làm máy chính ok. Trong khi chiếc Q5 Pro thì ROM quốc tế vẫn hơi cùi, đó, đa nhiệm vẫn kém, thông báo vẫn miss. Đó chính là lý do khiến cho tại sao mà cấu hình của chiếc Q5 Pro cao hơn nhưng mà mức giá sẽ rẻ hơn so với cả chiếc Neo 2. Tiếp theo là chiếc Realme GT Neo 3 phiên bản sạc 150W. Chúng ta sẽ còn phiên bản RAM 12, bộ nhớ 256 rất là khủng luôn nha. Thì mức giá sẽ là 7.350.000. Nhưng mà thực ra với quan điểm cá nhân của mình nhá, thì mình sẽ chọn chiếc Neo 3 phiên bản sạc 80 thôi. Khi đó các bạn sẽ có viên pin 5000 châu hơn, trong khi phiên bản 150W thì pin sẽ chỉ là 4500. Đây sẽ là một cái phiên bản mà rất hợp với những bạn có ít thời gian. Sạc 150W thì các bạn chỉ cần cắm khoảng 5-10 phút thôi, dùng tiếp ok. Còn lại những trang bị khác thì chiếc Neo 3 phiên bản 150W ấy giống hệt so với cả phiên bản 80W. Chúng ta sẽ có màn hình hiển thị rất tốt này, cằm mỏng cân đối, lớp hiển thị rất sát phần kính, vậy nên hình ảnh sống động nổi bật, màu sắc trong vắt luôn. Dimensity 8100 quẩy all game masking kể cả Genshin Impact. Phần cứng camera được nâng cấp khá nhiều, cảm biến to, thu sáng tốt, cộng với cả có chứa dung hóa học OIS. Và hiện tại thì chiếc Neo 3 cũng có phiên bản ROM quốc tế rồi, khá là xịn. Áp sang thì đa nhiệm tốt, thông báo ngon, dùng là máy chính rất ổn áp. Rồi, đến với chiếc máy thứ tư là chiếc Redmi Note 12 Turbo, cũng mới ra mắt và đang rất hot. Máy sở hữu con chip Snapdragon 7 Plus Gen 2 nha. Nó chỉ yếu hơn Snapdragon 8 Plus Gen 1 khoảng 10-15% mà thôi. Hiện tại quẩy all game masking, Genshin Impact hơn 5x FPS. Ưu điểm lớn nhất của chiếc Redmi Note 12 Turbo theo mình sẽ là về 4 viền màn hình, thực sự rất mỏng, mỏng nhất phân khúc. Ngoài ra thì máy cũng sẽ có thiết kế mỏng nhẹ này, cái phần cụm cam ấy không bị lồi quá nhiều, đặt trên mặt bàn rất là ok, không bị cập kênh. Còn lại những trang bị khác thì ở mức ổn trong tầm giá các bạn nha. Màn hình như mình nói 4 viền phê rồi, nhưng mà chất lượng hiển thị thì bình thường thôi, không quá xuất sắc. Pin 5000 này, sạc 67W, camera giống hệt so với cả chiếc Redmi K50, không quá tốt trong tầm giá. Và hiện tại với chiếc Redmi Note 12 Turbo thì chưa có phiên bản RAM quốc tế nha. Các bạn dùng làm máy chính ấy thì cũng cần phải cân đối một chút. Tiếp theo đến với chiếc máy thứ 5, một chiếc máy quốc dân luôn, Redmi Note 11T Pro. Đó, phiên bản 6128 này được giảm 200k, chỉ còn 4.850.000, quá rẻ luôn. Chưa tới 5 triệu các bạn sẽ có con chip Dimensity 8100 quẩy all game masking, đúng kiểu gaming phone giá rẻ. Nhưng mà tất nhiên, giá rẻ cấu hình cao thì các bạn sẽ phải hy sinh màn hình nhá. Tấm nền iPad LCD thì sẽ hơi kén người dùng một chút. Rất may là với chiếc 11T Pro thì có phiên bản RAM EU rồi, các bạn áp sang dùng làm máy chính rất ok. Tiếp theo sẽ là chiếc Redmi K50 Ultra, một chiếc máy cũng thuộc dạng là best choice tầm giá. Với cái phiên bản bộ nhớ khủng 12256 này thì mức giá sẽ giảm một chút, còn 9.450.000. Đây là một đối thủ trực tiếp của chiếc Redmi K60, mức giá thì cao hơn chiếc Redmi K60 một chút. Tuy nhiên với chiếc Redmi K50 Ultra này, các bạn sẽ có chip mạnh hơn, đó, Snapdragon 8 Plus Gen 1 của chiếc K50 Ultra ấy, không bị hạ xung như chiếc Redmi K60. Ngoài ra thì cái phần camera của chiếc K50 Ultra ấy cũng sẽ vượt trội hoàn toàn, cảm biến 108 chấm này, kích thước to, thu sáng tốt, có chứa dung hợp OIS. Sạc của chiếc K50 Ultra cũng sẽ nhanh hơn rất nhiều, 120W. Với quan điểm cá nhân của mình thì mình vẫn sẽ thích chiếc Redmi K50 Ultra hơn so với cả chiếc Redmi K60. Chỉ trừ khi các bạn thích pin trâu hơn một chút này, hoặc là thích có sạc không dây ấy, thì mới chọn chiếc Redmi K60. Rồi, nãy giờ toàn máy Trung Quốc nha, bây giờ sẽ có hai chiếc máy đến từ xứ Hàn Quốc nha. Đầu tiên là chiếc Galaxy S20, máy cũ qua sử dụng này, phiên bản 8128, mức giá sẽ chỉ còn là 4.850.000, dưới 5 triệu rồi nha.
Điểm yếu duy nhất của chiếc S20 theo mình sẽ là về pin thôi. Dung lượng 4000 thì không quá trâu, còn lại những trang bị khác rất đáng giá trong phân khúc. Thiết kế cao cấp này, hai mặt kính khung kim loại, màn hình thực sự rất chất lượng, màn hình cong, độ phân giải 2K hiển thị tuyệt vời luôn, đẹp nhất phân khúc. Và với mức giá như vậy, các bạn cũng sẽ có phiên bản Snapdragon 865 rồi, hiện tại vẫn quẩy ôn game, chơi game Sinning Park khá ổn áp nha. Camera tuy chỉ là 12 chấm thôi, nhưng đây là một chiếc flagship, vậy nên chất lượng thực sự rất tốt, cũng thuộc dạng đỉnh chót tầm giá. Và với Samsung thì hiển nhiên rồi, full tiếng Việt, không trễ thông báo, dùng làm máy chính rất ok. Cuối cùng sẽ là chiếc Galaxy S21, cũng là máy cũ nha. Phiên bản bộ nhớ 8256 và hàng Hàn Quốc nha, mức giá sẽ là 6.450.000. Với phiên bản Hàn Quốc thì các bạn sẽ dùng con chip là Exynos. Bình thường thì mình sẽ thích chip Snapdragon hơn, tuy nhiên với chiếc S21 thì chắc là ngược lại. Tại vì với S21 series sẽ là con chip Snapdragon 888 thì thực sự nó hơi nóng. Với cả hai phiên bản của S21 thì theo mình nha, các bạn không nên chơi game quá nhiều thì thôi, chọn Exynos cho nó mát. Đây sẽ là quan điểm cá nhân của mình thôi. Những trang bị còn lại của chiếc S21 thì toàn diện trong tầm giá. Rồi, vậy thì các bạn thấy sao về những chiếc máy được giảm giá trong video ngày hôm nay? Các bạn thích chiếc máy nào nhất? Hãy để lại comment phía bên dưới. Link mua tất cả thì mình sẽ để dưới phần mô tả cũng như bình luận riêng của video. Rồi, xin chào, bye bye.